xóa sổ đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 3.000 tỷ đồng. Tối ngày 23 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng hơn 3.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh là Huỳnh Ngọc Anh, 48 tuổi, trú tại phường Nại Hiền Đông, quận Sơn Trà và nhiều đối tượng liên quan khác tại Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Qua quá trình điều tra, Công an xác định Huỳnh Ngọc Anh đã liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như bóng88.com, bóng88.net, booking.net để mở tài khoản tổng, từ đó tiến hành cá cược các bộ môn như bóng đá, bóng rổ, cờ bạc. Sau đó, đối tượng này phân phối và quản lý các tài khoản con dưới sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính. Nếu muốn tham gia, các con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để mua hoặc ứng trước bằng tiền ảo. Số tiền thắng thua sẽ được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau thời gian xác lập chuyên án, tối ngày 23 tháng 9, hơn 100 cảnh sát đồng loạt bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh cùng 21 đối tượng khác, khám xét 20 địa điểm và thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc cá độ. Cũng trong tối cùng ngày, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hơn 10 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo Đại tá Trương Xuân Lâm, Cục Phó Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây của Huỳnh Ngọc Anh là hơn 3.000 tỷ đồng, chủ yếu tại Đà Nẵng, còn lại là ở Gia Lai và một số địa phương khác. Chuyên án đang được mở rộng để điều tra. Vietnamnet sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc trong các bản tin tiếp theo.